kìa, cậu Dũng. Chợ quê đâu có vui bằng chợ tỉnh, mà ngày nào em cũng gặp cậu đi chợ hoài vậy. Còn một tuần lễ nữa là hết hè rồi, tôi phải trở lên tỉnh để tiếp tục việc học. Tôi không hiểu tại sao trong những ngày về quê, tôi chỉ thích đi giữa những phiên chợ buồn, để nhìn cô thắm ban trầu xanh vào những buổi chợ đông. Có rất đông khách hàng, họ báo trầu của cô là trầu duyên trầu nợ, trầu nên chồng nên vợ. Ta đi buôn bán là mong kiếm được nhiều tiền, có dịp mai được người hỏi mua cả vườn trầu. Tại sao Thấm lại chối từ không bán? Cậu Dũng ơi, trong một vườn trầu có nhiều lá sâu, lá vàng, lá ua. Cậu mua về rồi, ai trồng tỉa xanh sống lá trầu xanh? Ai ngày ngày thức khuya dậy gồng đi cho kịp sở trễ phiên họp chờ, cho cao hốc môn còn nhớ đầu bà điểm, cho trai xóm đông công đợi gái thôn đoài. Đi bán đi buôn ai chẳng muốn kiếm đồng lời, nhưng cậu hỏi mua cả vườn trầu thể ban tội cho phiên chợ buồn nhớ lá trầu xanh. Trai gái trong vùng bà điểm hốc môn, mỗi lần đi chợ đều nghe qua hàng cô tâm. Tên của em như đã nối liền mặt sông, vào lá trầu xanh thấm nghĩa vợ chồng. Thấm mà, nhưng rồi cũng có một ngày nào đó Thấm phải nghĩ đến chuyện chồng con, thì Thấm sẽ không còn là cô gái bán trầu xanh, ngày ngày quẩy gánh ngồi ở phiên chợ buồn để nhặt từng đồng từng cắt nữa. Còn lâu lắm Thấm mới nghĩ đến chuyện chồng con. Vì Thấm không muốn phiên chợ buồn sẽ buồn thêm khi mất Thấm. Có những sự hy sinh mà không cần ai biết đến, có những nỗi thiệt thòi mà chẳng ai hay. 18 xuân rồi mộng với tầm tay, Thấm không quá vô duyên mà không có người chạm hỏi. Nhưng
kia, cậu có nghe không? Tiếng trẻ vừa ca hát. Một mai bóng đỏ rượu nồng, cô thấm lấy chồng, một ai bán trầu xanh. Thấm mà, có phải vì hai câu ca dao đó mà đời của Thắm bị ràng buộc hay không? Cậu Dũng à, Thắm nghĩ rằng Thắm không có quyền phụ rải lòng thương của bà con lối xóm đã tặng cho Thắm bài ca truyền tụng đó. Tôi biết là Thắm đang mang niềm kiêu hãnh tự ví mình với những anh thư tiết phụ ngày xưa mà. Kìa, cậu Dũng, cậu đừng nói vậy chứ. Thắm muốn được thế nhân sùng bái tôn thờ, chiêm ngưỡng Thắm bằng một bản hùng ca thế hệ chứ gì. Phải gì đâu cậu Dũng. Thấm, nhưng Thấm ơi, đó chỉ là tiếng hát nghêu ngao của bầy trẻ nô đùa trong xóm chợ, chứ không phải là lời vàng son được ghi vào trong trang sử mà thế nhân sẽ sùng bái tôn thờ. Ngồi bên ánh trầu nắng tiếu sầu tư liệu, Thắm có còn nghe được bài ca xưa cũ hay chỉ còn nghe những lời mai mía của bầy trẻ thơ nơi xóm chợ tiêu điều. Cậu Dũng, tại sao cậu lại lo cho Thắm cả đến chuyện mai sau? Thắm không lấy chồng, Thắm già, Thắm xấu mặt Thắm. Cậu bận tâm làm gì một cô gái quê mùa ngồi bán trầu xanh ngay góc chợ? Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lo cho Thắm. Hay chính tôi là trai thôn đoài, còn nàng là gái xóm đông. Qua những phiên chợ buồn lầy lội bước chân, tôi cũng chẳng ngại mưa dầm gió đến gặp cô bán trầu xanh với tình xóm riêng quen thuộc. Tuy công ngõ xa xôi không cùng chung lối bước, nhưng hai nhà chỉ cách nhau có một vườn trầu. Chỉ có một vườn trầu mà đã thấy xa nhau, còn bức tường dai gấp có lẽ suốt đời mình ngăn cách. Khi đã yêu nhau thì sang hàng còn cách biệt chớ Thắm đừng ngại ngùng vì hồ đôi mồm đằng. Cảm ơn cậu Dũng, nhưng Thắm xin cậu cho Thắm suy nghĩ một thời gian. Thắm mà, còn một tuần nữa tôi sẽ lên tỉnh nhập trường rồi, với thời gian đó có đủ để cho Thắm suy nghĩ mà trả lời dứt khoát hay không hả Thắm? Còn có một tuần nữa là cậu lên tỉnh rồi à? Phải. Chắc ngày cậu rời quê lên tỉnh, chắc có người buồn lắm. Ừ. Ai vậy? Cậu Dũng, ngày đó dù có buôn mai bán đắt đến mấy, Thắm cũng nghỉ một buổi chợ để... Để làm gì? Để được tiễn chân cậu. Hả? Thắm... 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 Thắm tiễn tôi à? Ừ. Dạ. Thắm muốn được tiễn chân cậu đi một đoạn đường, để trầu xanh thương nhớ chờ buồn rồi lao lá vàng, nhớ tình cô bán trầu xanh. Nghĩa là Thắm đã yêu anh phải không? À. Thắm ơi, anh hứa yêu em đến trọn cuộc đời, dù vật đối sao dời,
tình mình muôn kiếp không phai. Anh sẽ về thưa cùng cha mẹ lo mong cầu cao sang giảm ngõ bên ngàn. Thấm. Dạ, cậu Dũng gọi em đi. À, Thấm mà. Dạ. Đừng có kêu anh bằng cậu nữa mà, kêu bằng anh cho nó thân mật hơn mà. Bị, tụi em quen miệng rồi. Chảnh đi, để em tập cho quen rồi cái chừng nào xuống cái em kêu. Em đã kêu anh bằng anh rồi đó. Chào cô Thấm. Dạ, dạ chào bà hội đồng. Lâu lắm cháu mới thấy bà hội đồng đi chợ một lần. Bữa nay nhà có việc nên tôi mới đi chợ đi chứ. À cô Thấm à. Dạ. À, ngày mai cô đem đến cho tôi một bánh cầu cho thật ngon nghe cô Thấm. Dạ. À, xin lỗi bà mua chi nhiều vậy? Để biếu bà con mỗi người một ít sau cái lễ hỏi của ông Dũng nhà tôi. Ngày mai là ngày làm lễ hỏi của cậu Dũng. Cậu Dũng cưới ai vậy thưa bà? Cô Hồng, con gái út của anh chị Phán Long ở trên Sài Gòn á. Cậu Dũng cưới vợ Sài Gòn. Chứ cô Thấm nghĩ coi, thằng Dũng nó theo Tây học văn minh, không lẽ đi cưới gái ở dưới vườn, còn gì là danh giá của gia đình. Vậy sáng sớm mai cô nhớ y lời dặn, đem sang nhà tôi một gánh cầu xanh dạ. Cháu sẽ lửa toàn lá trầu cay trầu mặn, cho tình của cậu Dũng thêm nồng thêm đượm. Thiệt cái nghề trồng cầu cũng lắm công, vậy mà có mấy ai hiểu nổi niềm tâm sự. Ai còn lạ gì cô Thấm bắn trầu xanh ngoài chợ, trầu nở trầu duyên trăm năm cầm sắc, cặp vợ chồng nào cũng bền nghĩa tốt thơ. Bởi thế cho nên tôi mới cậy nhờ cái duyên dáng mặn mà của cô Thấm bắt trầu xanh bày. Trầu của tôi chỉ mang duyên đến cho người, còn duyên của mình chỉ lừa lòng hoài thôi. Cô Thấm nói gì vậy? Bà hội ơi, tôi chỉ sợ trầu của tôi chỉ nên nở nên duyên với trai làng gái xóm, mà không tơ tóc vững bền với trai thành gái tình xa xôi. Rủi một mai đây duyên vợ chồng của cậu Dũng không đẹp lứa đẹp đôi, xin bà hỏi cũng đừng trách cô Thấm bán trầu xanh vô duyên bạc. Bà ơi, tôi nói đây là nói bằng những lời chân thật, chứ không phải cầu mong cho cậu Dũng với người bạn sắp thành hôn đổ vỡ chuyện gia đình. Nghe bà hỏi báo tin cậu Dũng cưới vợ, tôi đây cũng có lòng mừng, để gọi là có chút tình bà con lối xóm, xin chia vui với bà. Tôi biếu trọn gánh trầu xanh, có lẽ đêm này tôi thức trắng đêm, đợi sương xuống tắm trầu vườn tươi mướt la, để sáng sớm mai nghỉ tròn buổi chợ, quải gánh trầu xanh cho kịp lễ tơ hồng. Bà con lối xóm mà tốt bụng như cô Thấm vậy đó nha, thiệt là ít có. Không nhận thì sợ cô buồn, mà trả tiền thì lại sợ cô giận. Cô nghèo đi bán kiếm từng đồng từng chục, tôi không muốn cô thiệt thòi. Một gánh trầu xanh đâu có là bao, nhà có vườn trầu, bà đừng có lo tôi thiệt thòi lỗ lạ. Có những nỗi thiệt thòi của cái nghèo, cái khổ tôi còn chịu đựng được, thì kể gì một gánh trầu xanh. Bà đừng ngại ngùng lo nghĩ phân vân, dù bà có trả gấp trăm lần tiền,
tôi cũng không dám nhận. Tôi chỉ xin bà chuyển lời tôi tới tay cậu Dũng rằng cô Tấm ban trầu xanh có gửi gánh trầu. Vợ tan rồi, bà hỏi về đi, tôi cũng sửa soạn dẹp dần quan gánh. Hôm nay chợ vắng phiền buồn, một gánh trầu vàng heo dưới trời xanh. Thôi tôi về nghe cô Thắm. Dạ. Dũng à, Dũng. Dạ. Chị Tư Má, má gọi con. Nè, anh chị Phán bằng lòng gả Hồng rồi đó con à. Sáng mai này đám lễ của con đó. Anh chị nói gia đình của anh chị ở trong vùng hẻo lánh xa xôi, anh chị đề nghị làm đám cưới tại nhà mình để giới thiệu với cô bác họ hàng cho nó tiện. Má, con còn đang theo học mà má. Trời ơi, con học luật để trở thành trạng sư, chứ bộ con học chữ học nghĩa sao mà sợ. Nhưng mà con với cô Hồng... Sao? Chê hả? Dù mày có chê thì cũng đã muộn rồi. Má, má nói muộn nghĩa là sao hả má? Nghĩa là tao đã gặp cô Thắm bán trầu xanh, đặt mua một gánh trầu đi hỏi vợ. Sáng sớm ngày mai cô sẽ đem đến nhà ta. Má... Má có nói cho cô Thắm nghe đầu đuôi cớ sự, má mua trầu xanh là đi hỏi vợ cho ai không? Tao nói hỏi vợ cho mày, sao cổ chẳng nhận tiền nắm? Còn nhờ tao nói lại rằng cổ xin biếu gánh trầu xanh. Trời ơi má, má đã làm khổ con mà còn gieo thêm điều cay nghiệt. Trời ơi, tao gieo cay nghiệt cho ai mà mày lại trách tao? Má, má đã gieo cay nghiệt cho mối tình của đôi trẻ, vì người con yêu chính là cô Thắm bán trầu xanh mà má. Hết người mày yêu sao mày kiếm con nhỏ bán trầu? Nhưng mày yêu nó mà tao thấy nó đâu có yêu mày. Nghe nói mày nói vợ, nó còn tặng gánh trầu cho mày làm lễ hỏi. Má, má ơi, làm sao má hiểu được tâm tư của cô gái bán trầu xanh ôm sầu duyên kiếp. Có đôi khi nụ cười trên môi, nét vui trên mặt, mà nỗi buồn đau đang chìm sâu trong tiếng khóc ở tâm. Chắc hẳn đêm nay sương buốt lạnh lùng, thức trắng canh thâu chán trường duyên nở nhỏ giọt sầu trên từng lá trầu xanh. Hy vọng tàn rồi như sương khói mong manh. Thắm ơi, tên em là Thắm, sao đời em lại héo úa? Như gánh trầu xanh còn xanh biết lá, mà cô bán trầu xanh phải chịu gió vàng. Má không thể chấp nhận đứa con dâu quê mùa như con Thắm, cũng như con, một luật sư tương lai, không thể có một người vợ ngày ngày ra chợ ngồi kiếm từng chục từng đồng bên gánh trầu xanh. Con hiểu chưa? Má, má ơi, nếu má không bằng lòng hỏi Thắm cho con thôi thì con đành mang tội làm đứa con bất hiếu. Con sẽ đi thật xa làm thân viễn xứ, sống lấy lất cuộc đời đêm cỏ cầu sương. Ôi, tương lai của con trong sáng như một vầng trăng, mà hạnh phúc là chìm sâu trong đêm u tối.
nợ áo cơm mẹ cha con xin hẹn lại đến kiếp lại sinh con sẽ đáp đền. Nếu mai này thắm gánh trầu xanh đến chúc mừng con thì xin má đừng có buông lời nặng nhẹ mà tội nghiệp cho cô gái tôi buồn duyên số biết thân phận mình chịu trong đắng ngàn cay. Má, thôi con xin từ biệt má, con đi. Dũng, Dũng, con hãy ở lại đây để má tính cho con. Trời ơi, con tính toán làm chi khi chuyện đã lỡ rồi. Giờ con muốn sao thì con hãy nói, má sẵn lòng chiều theo ý của con, đừng có dại khờ mà bỏ đi qua. Bây giờ má nói người ta nè, trước hết là con xin má từ hôn với cô Ba Hồng là con gái của ông Phán Long. Rồi thắm cho con cũng như lấy bắt đầu à. Nàng sẽ là dâu hiền vợ tháo nết na. Hết nói rồi nghe Dũng, vậy rồi mai này tao ăn làm sao, nói làm sao với vợ chồng anh Phán Long đây chứ? Thì má nói với người ta, má nói là tại má coi thầy thấy tuổi không hợp. Thôi thôi, trời ơi, đừng có dạy khôn tao, để tao tính. Trời ơi, con ơi là con. Trầu đâu? Nhìn lối trang sức của cô, tôi đoán cô là người thành thị. Dạ phải. Tôi mới đặt chân đến đây lần thứ nhất đó. Cô muốn hỏi thăm ai ở xóm này? À, tôi muốn hỏi thăm nhà bà Hội Đồng Trung. Có người con trai tên là Dũng, sinh vé ngọc ở Sài Gòn về quê. Cô là bà con hay họ hàng thân thích thuộc bên nhà chồng về quê lo đám hỏi. Dạ không, chính tôi là cô dâu về thăm viếng nhà chồng. Trời, trời ơi, thì ra cô đây tên là Hồng, con gái của ông bà Phán Long. Ủa, tại sao cô lại biết tên tôi? Cô là ai? Quen với Dũng bao giờ? Có liên hệ gì với Dũng hay không? Tôi là Thắm, người quải gánh trầu xanh đến nhà cậu Dũng. Nhưng mới đi đến nửa đường, quan giông đã gãy làm đôi. Thôi rồi cuộc tình không thể đến chốn đến nơi, trầu duyên kiếp còn xanh nở để vàng để ua. Cô Thắm,
mà. Tôi có thể giúp cô một tay đưa gánh trầu đến nhà anh Dũng. Cô Hồng ơi, gánh trầu này là trầu duyên, trầu nợ, hay là gánh tang thương gãy đổ một công trình. Tôi không thể xem cô như là người bán đồng hành. Có những chuyến di hành tôi thích làm người cô độc, bạn cùng đường chung một lối đi, một con đường đưa lối mộng vào mơ. Tôi với cô vô tình là hai đối thủ. Nếu cô với Dũng sắp thành chồng vợ thì Dũng với tôi sắp nên vợ nên chồng. Trời ơi, sự thật có thể phũ phàng cay nghiệt như thế này sao? Bây giờ giữa tôi với cô sẽ có một người bỏ cuộc. Phải có một người bỏ cuộc, nhưng người ấy là ai? Tôi hay là cô gái bán trầu xanh Bà Điềm? Trong cuộc tình này hai đứa mình cùng đến, thôi thì để tùy cho Dũng liệu Dũng lo. Nếu cô biết thương tôi từ tỉnh về quê, rồi đón nhận nỗi ê chề cay đắng, thì tôi cũng thương cô đường xa gánh nặng, một bước xa chân gái gánh chung tình. Mình là đàn bà nên dễ hiểu nhau hơn. Tôi thì số phận hãy nhường cho mai rồi. Vậy mời bạn đồng hành cùng tôi đi tới, xem hạnh phúc cuộc đời bước đến thuộc về ai. Không, cô Hồng, tôi không muốn tình yêu là một cánh bài mai rồi. Biến tôi với cô là hai con bạc chờ thời vẫn đỏ đen. Tôi xin nhường lại cho cô một gánh trầu xanh. Nếu ai có hỏi mua, tôi xin cô đừng bán. Cô Thắm ơi, một gánh trầu xanh nắng tình muôn thuở, cô trao cho tôi là trao cả sự hy sinh vô bến vô bờ. Cô hãy yên tâm mà đợi mà chờ, tôi sẽ thay cô gánh trầu đám ngoài trao bên nhà chồng đi coi. Nhà cô ở đâu, nhà Dũng ở đâu, tôi xin làm mảnh ván bắt cầu cho hai ngọn. Để lá trầu xanh nên duyên nên nở, với trái cao tươi nên vợ nên chồng. Cảm ơn Hồng, nhà tôi với nhà Dũng chẳng có bao xa, chỉ cách một vườn trầu nhưng không chung lối ngõ. Đó, mai đó tường cao là nhà của Dũng, còn mái lá tranh nghèo là tổ ấm của tôi. Kìa, dường như có người từ trong nhà bước ra. Đúng là anh Dũng phải không? Đúng rồi, đúng là anh Dũng rồi. Trời ơi, cô Thắm, cô hãy tạm lánh mặt. Cô cho tôi mượn cái nón đi. Dạ, chứ gì cô Hồng. Cô nghe lời tôi, cô hãy tạm lánh mặt, rồi sau này cô sẽ biết. Đi giờ, đi. Bây giờ tôi lánh mặt vô đây hả? À, đi nhanh đi. Thắm, anh đố Thắm như chơi ai đứng sau lưng bịt mắt Thắm đó. Còn em đố anh đang bịt mắt ai đó.
thì vợ chưa cưới của anh chứ ai? Tên gì? Thấm. Không phải. Hồng. Trời. Hồng. Cô Hồng. Tại sao cô gái bán trầu xanh lại là Hồng? Tại vì em biết anh thích màu xanh của lá trầu và đêm. Muốn được anh yêu nên em phải làm cô gái bán trầu xanh. Cho nồng duyên tơ tóc mơ, cho tình cay chảy dòng nước mắt mơ. Nên em đã ghé vườn trầu của cô Thắm ở đầu thôn mơ. Cô Hồng, cô ghé nhà em Thắm đi làm gì? Một gánh trầu xanh đem đến nhà anh, nhưng đứt giống dọc đường. Em ngồi đây đợi chờ anh đến. Tôi đến đây rồi nhưng cô bán trầu lại không phải người xưa. Trầu xanh phơi nắng mưa, không lẽ anh đã hết thương rồi cô gái bán trầu xanh? Không, tôi vẫn còn yêu màu xanh của lá trầu bà đêm, cũng như tôi vẫn còn yêu cô gái bán trầu xanh có cái tên là Tâm chứ không phải tên. Cô là gái kiêu xa nơi chốn thị thành, làm sao hiểu nổi đêm xuân ngày nắng mà bài đặt cướp ngày buôn bán trầu xanh. Trầu của người ta là trầu nở trầu duyên, còn trầu của cô là trầu tiền trầu bạc. Ôi cũng một cánh trầu mà kẻ thương người ghét. Cô báo trầu xanh nhưng tôi lại nói trầu vàng. Anh Dũng, anh có nghĩ rằng gánh trầu này là gánh trầu của cô Thắm tặng tôi không? Hồng nói sao? Gánh trầu này là cô Thắm mà. Phải. Thắm đã nhường cho tôi gá duyên gá nợ, nhưng anh lại thờ ơ với mối tình đầu. Thôi thì tôi đành đem trả lại cô gái vườn trầu, trầu xanh kia đừng úa lá, bởi tiếng chở chiều vắng vẻ điều. Thắm ơi, hiện giờ em đang ở nơi đâu? Em có biết má đã cho chúng mình sum họp lại rồi? Hãy hát lên đi bài ca tình ai, cho trai sông đông được gặp gái thôn đoài. Tôi với Thắm làm lễ thành hôn, xin được mời Hồng làm cô dâu phụ, cô vui lòng chưa?